preview. Xin chào khán giả của Ronlo Việt Nam và mình là Dương Dê. Các bạn có thể nhìn thấy hôm nay là lần đầu tiên mình review cho các bạn một cái mẫu xe đạp luôn, chứ không có điện đóm gì ở đây cả. Đấy, và cái mẫu xe đạp này thuộc một thương hiệu rất nổi tiếng ở trên toàn cầu, thuộc thương hiệu Totem, là thương hiệu phân phối xe đạp trên hơn 100 quốc gia rồi. Và xe đạp Totem cũng là một trong những hãng xe đạp cực kỳ nổi tiếng ở thị trường Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy là cái mẫu xe này của mình, như ngày xưa chúng ta hay gọi đó là xe địa hình đấy, nhìn rất là đẹp luôn, đúng không nào? Mẫu xe này có điểm gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên là về cái thiết kế của mẫu xe này. Các bạn có thể nhìn thấy là thiết kế này nhìn khá là đẹp mắt luôn. Đấy, và nhìn nó rất là thể thao. Thể thao ở chỗ nó đã bỏ đi cái rè chắn bùn ở cả phía trước lẫn phía sau rồi. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại Ronlo Việt Nam thì chúng ta sẽ được tặng rè chắn bùn. Nhưng với cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ không cần đâu. Bởi vì mình sẽ chỉ di chuyển xe đạp ở trong những điều kiện trời nắng lúc mà mát mẻ các thứ. Chứ còn mình nói thật chứ, trời mưa đi xe máy mình còn ngại chứ không chi là đi xe đạp. Đấy, nên là xe đạp là để giúp cho mình trong những cái việc như vậy. Và thêm nữa đó là khi chúng ta đi xe đạp, mặc định cái đã là bảo vệ môi trường cái đã. Có rất nhiều những cái vấn đề nói về việc là xe máy điện có bảo vệ môi trường hay không. Nhưng xe đạp là hiển nhiên là bảo vệ môi trường. Đấy, và nó cũng giúp chúng ta tăng cường cái sức khỏe lên. Khi chúng ta đi mua xe đạp thì cái điều mà chúng ta quan tâm nhất đó là gì? Đó chính là khung này, nó sẽ như thế nào. Đấy, rồi là giảm xóc ra sao, bộ lốp như thế nào, rồi là các cái chế độ tùy chỉnh ở trên xe ra sao. Đấy, mình sẽ nói về từng phần một. Đầu tiên là về khung cái đã. Khung này của cái mẫu xe đạp Totem, nó sẽ là khung aluminium 60-61. Đấy, cái khung hợp kim nhôm này thì nó sẽ vừa giúp cho cái mẫu xe của chúng ta trở nên chắc chắn hơn, nhưng mà cũng giúp cho cái mẫu xe này nhẹ được đi rất là nhiều so với cả những cái mẫu xe đạp mà chúng ta sử dụng khung sắt. Tiếp theo nữa là khi chúng ta nhìn ở trên cái khung xe này, chúng ta sẽ có một số những thông tin nữa. Ví dụ như là tên xe sẽ là Y660. Đấy, chính xác ra tên xe này sẽ là Totem Y660. Chúng ta sẽ nói tiếp về những cái gì đi. Chúng ta sẽ nói về bộ lốp để sao. Bộ lốp này sẽ có một cái kích thước nó rất là lớn luôn. Để mình nhìn xem là lốp này sẽ có kích thước là bao nhiêu inch đây. Cái mâm xe này như mình nhìn đây là mâm rất lớn luôn này, mâm 26 inch. Và lốp này là thuộc thương hiệu CST Sport. Lốp CST cũng là một trong những lốp rất chất lượng ở trên những mẫu xe đạp. Những bạn nào mà đang đi xe đạp là chắc là bạn cũng sẽ biết. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ để ý đến là cái bộ đề thì sao. Ở đây thì bộ đề cũng thuộc một thương hiệu rất nổi tiếng. Đây là bộ đề Shimano chính hãng luôn nha các bạn nhá. Có 7 cấp. Bộ đề này sẽ giúp chúng ta thay đổi ở trên phần líp này đây. Đấy, các bạn thấy không? Và ở bên tay trái của chúng ta sẽ có 3 nấc nữa. Như vậy, tổng cộng chúng ta sẽ có 21 nấc dựa trên hai bộ đề này. Chúng ta sẽ thay đổi được 3 nấc ở phần đĩa và thay đổi được 7 nấc ở phần líp. Đấy, như vậy là 7 x 3 là bằng 21, chúng ta có thể thay đổi được 21 nấc luôn. Rất là hay. Thêm nữa vẫn chưa hết. Đối với một mẫu xe đạp thì trang bị an toàn như nào? Mẫu xe đạp này được trang bị cả phanh đĩa phía trước lẫn phanh đĩa phía sau luôn. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Cái đĩa của nó đây. Đấy, tất nhiên là không thể nào mà to bằng đĩa xe máy được rồi. Đấy, nhưng mà đĩa như thế này thì cũng sẽ giúp cho cái xe của chúng ta đi nó được an toàn hơn. Tiếp theo, cái công nghệ là phanh đĩa ở cả trước lẫn sau thì sau này cũng có một cái nữa rất là hay. Đó là phuộc phía trước là phuộc dầu luôn. Bình thường chúng ta đi xe đạp thì chỉ là phục thường thôi, làm gì có nhún nhảy gì đâu. Đấy, nhưng đây sẽ là phục dầu luôn. Nó sẽ giúp chúng ta khi mà đi vào những chỗ sóc ấy, cái tay lái nó không bị rung lên bần bật. Đấy, đấy cũng là một cái điểm rất là lợi thế của cái mẫu xe này nếu mà so sánh sang với một số những mẫu xe đạp khác. Và cái phần yên này các bạn nhìn này, thiết kế rất thể thao luôn, phù hợp với những người nào mà thích theo cái phong cách của các cua rơ bây giờ. Đấy, đây các bạn nhìn mình ngồi lên nhá.
Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Cảm thấy không? Trọng tâm xe thì khá là cao. Và trong cái quá trình mình vận hành cái mẫu xe này thì thực sự là đi cảm thấy sướng lắm. Mỗi tội là trọng tâm khá là cao, nên là thành ra mình phải mất một khoảng thời gian để mình làm quen với mẫu xe này. Dáng là thể thao, nhìn đẹp mắt, chất liệu tốt. Và mẫu xe này đang được phân phối tại Rolo Việt Nam với mức giá rất rẻ, chỉ dao động vào khoảng 3-4 triệu đồng mà thôi. Đó. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về mẫu xe đạp Totem i660 đang được phân phối chính hãng tại Rolo Việt Nam? Thì cũng có thể để lại thông tin, để lại comment để cho bọn mình cùng biết. Và tất cả những thông tin về cái mẫu xe đạp này các bạn có thể kích trực tiếp vào link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video, hoặc đến trực tiếp những cửa hàng của Rolo Việt Nam để tham khảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.